gì vậy trời? Trời ơi, cái gì mà xui dữ vậy nè, có gì gấp mà còn gặp ba cái chuyện này nữa. Bể bánh xe rồi giờ sao giờ? Ok, người đẹp son phấn. Xe sao vậy? À, bể xe rồi phải không? Ừ. Thân con gái đi xe mệt vậy, để dắt giùm cho. Ủa? Anh Tâm. Em là... Em nè. Là ai? Anh bị gì vậy? Không nhớ em luôn hả? Em là Mơ Hoài nè. À, Mơ Hoài. Hèn gì thấy quen quen. Dạo này anh tỉnh đi. Chưa? Cái gì vậy? À, em bị khùng hồi nào mà nói em tỉnh chứ? Thì em tên là Mơ Hoài. Anh tưởng lúc nào em cũng mơ. Anh hỏi em tỉnh chưa? Để biết nói chuyện. Anh thì kỳ quá à. Mà nhắc mới nhớ nha. Trời không biết sao đó em men quá. Ừ, quá men luôn. Mà cái vụ men đó đó, em nhớ nè. Anh nói em giống con trai đúng không? Ờ. Chứ xong mà em dí anh vô toilet nam đó, anh nhớ không? Trời ơi, anh nói cho em nghe nha. Nó hôi gần chết luôn à. Không phải. Không phải nó cái vụ hôi. Mà em nói cái vụ á mà em dí anh vô toilet nam xong á, anh sợ quá anh tè ra quần luôn đó, anh nhớ không? Thì đó, nhờ vậy á, nhờ cái nét có nét có duyên của em đó nên anh mới phải lòng em đó. Xạo hoài. Yêu đương gì đây? Sao có vợ con gì chưa? Mơ Hoài. Hả? Em nghĩ sao vậy? Từ ngày gặp em á là anh mê cái nét vô duyên đó của em rồi. Có duyên với lại cái dáng ruồi bu kiến đậu của em đó. Cái gì? À, không phải ruồi bu kiến đậu mà là ruồi mê kiến lụy. Đúng rồi, ruồi mê kiến lụy. Làm sao anh quên được? Em không tin phải không? Đây là lời anh muốn nói cho em nghe nè. Nói xôi làm tim ta nát. Nói xôi làm tim đau. Hay không em? Anh nói hay quá à. Nhưng sao? Anh có duyên quá. Nhờ có duyên vậy đó mà mình vẫn chưa có vợ. Giờ là vẫn chưa có vợ hả? Chưa có vợ. Trời ơi, tội anh quá. À, mà anh ơi, bây giờ chắc em phải xin anh dịp khác nha. Mình gặp lại mình nói chuyện. À, em phải kiếm chỗ em giá xe em nữa. Em đi giá xe hả? Dạ. À, khỏi đâu hết. Ủa sao vậy? Để anh lo chuyện này. Nhà anh là tiệm giá xe. Nhà anh? Ừ, nhà anh. Anh. Sao em? Anh biết là em đang nhớ tới chuyện gì không? Chuyện tình của tụi mình đó. À, chuyện tình bánh xe xì, bánh xe xì. Bây giờ mình đi giá xe ha. Cảm ơn anh. Đây nè, đó. Chuyện tình bánh xe xì, xuống chết. Anh Tâm vẫn chưa có vợ. Anh vẫn đẹp trai như ngày nào. Kệ, ai nói mình ngu cũng được. Người ta giá xe 4.000 á mà anh giá xe 100.000 cũng đâu có sao. Mình vẫn lời chán mà. Cái kiểu này á là phải tiếp tục chuyện tình bánh xe xì thôi. Lại bị lộn bánh xe nữa rồi. Ủa, ảnh đâu rồi ta? Anh Tâm là Đinh Tặc.